Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 28 tháng 4 năm 2021, mời quý vị và các bạn đón theo dõi những nội dung chính của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bất ngờ nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, 58 tuổi, đã được Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chiều 27 tháng 4 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Hà Ban, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 70/QĐ-NS/TVK của Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo quyết định số 70, Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phùng Xuân Nhạ được Bộ Chính trị bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhấn mạnh, ông Phùng Xuân Nhạ là người nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu giảng dạy, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Trưởng Ban Tuyên giáo cho biết, ông Phùng Xuân Nhạ sẽ phụ trách mảng khoa giáo và Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm, trí tuệ và quyết tâm rất lớn trong tình hình hiện nay để góp phần vào sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước cũng như Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với sự đào tạo bài bản, nhiều thực tiễn trong ngành giáo dục, ông Phùng Xuân Nhạ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết rất vinh dự được nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Phùng Xuân Nhạ nêu rõ được về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương được phân công nhiệm vụ phụ trách mảng khoa giáo và một số nhiệm vụ khác là điều kiện tốt để tiếp tục cống hiến, phát huy năng lực, góp phần vào thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thành nhiệm vụ cùng với sự nỗ lực của cá nhân. Ông Phùng Xuân Nhạ mong muốn nhận được sự giúp đỡ, sự phối hợp của các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của ban để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3 tháng 6 năm 1963, học hàm, học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế, trình độ quản lý, lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hôm 27 tháng 4 năm 2021, tạp chí Tuyên giáo thuộc Ban trong một bản tin viết: Chiều ngày 27 tháng 4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ điều động bổ nhiệm Phùng Xuân Nhạ giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bản tin cho hay tại hội nghị này, một quan chức cấp phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ông cựu Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo. Theo đó, tại quyết định số 70, Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo của Đảng cho biết. Bình luận về sự kiện này cùng ngày thứ ba từ Việt Nam, một số nhà quan sát thời sự nói: Tôi không ngạc nhiên về tin này khi quan sát những điều động nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam thời gian gần đây. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Đại học Quốc gia Hà Nội nêu cảm nhận. Tôi chỉ muốn nói rằng chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà ông Phùng Xuân Nhạ vừa rời đi là chiếc ghế nóng nhất trong nội các chính phủ Việt Nam. Có thể nói, không có gia đình Việt Nam nào mà không bị ảnh hưởng ngày càng nhiều của nền giáo dục của Đảng Cộng sản, mà giáo dục đã và đang bị quấn vào vòng băng hoại đạo đức chính trị, văn hóa xã hội mấy chục năm qua như chúng ta đã thấy. Cho nên, ông Phùng Xuân Nhạ trước đây, ông Nguyễn Kim Sơn, tân Bộ trưởng Giáo dục hiện thời là những người sẽ hứng chịu mọi bức xúc, bất mãn, tức giận của người dân. Tôi cho rằng, không bắt đầu từ cải cách thể chế chính trị thì tất cả những chương trình cải cách giáo dục không thể thành công được. Một người với nhiều phát biểu hớ hênh, mất lòng dân, gây nhiều đàm tiếu trong dân chúng đã không được tín nhiệm trong cuộc bầu vào ghế Ủy viên Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội 13 của Đảng, nay làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, liệu có làm tốt công việc mới?
Tôi không cho rằng ông Nhạ sẽ làm tốt công việc này. Vì sao? Vì ban tuyên giáo vẫn được đảng kỳ vọng là chinh phục trái tim khối óc của quần chúng nhân dân. Nhưng ai có được uy tín, đức hạnh, phẩm giá để làm tốt việc đó vào thời điểm bây giờ? Do đó, tôi không hy vọng có bất kỳ sự thay đổi tiến bộ nào ở nền giáo dục Việt Nam. Tôi e rằng không ai cứu nổi sự băng hoại của nó. Và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào cải cách giáo dục bao lâu nay rồi, nhưng liệu họ có đang làm điều đó hay không? Và giáo dục là hoa trái để thể chế chính trị là cây, và cây đã hỏng thì làm sao cho hoa thơm trái ngọt. Hôm 27 tháng 4, tạp chí Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lời của trưởng ban ông Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh quyết định của Đảng kiện toàn bổ sung nhân sự ở ban này và cho rằng ông Phùng Xuân Nhạ gia nhập ban là một tin vui đem lại hy vọng. Thay mặt tập thể ban lãnh đạo Tuyên giáo Trung ương và cán bộ công chức viên chức người lao động của ban, rất vui mừng được đón nhận đồng chí Phùng Xuân Nhạ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhận nhiệm vụ mới sau Đại hội 13 của Đảng thành công tốt đẹp. Phùng Xuân Nhạ đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp chồng người của nhà nước và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu khoa học từ khi còn công tác ở Đại học Quốc gia Hà Nội rồi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại hội 13 của Đảng cũng đã có những đánh giá toàn diện về đề án đổi mới toàn diện giáo dục nước nhà được triển khai đồng bộ và có những thành tựu bước đầu. Trong đó, đồng chí Phùng Xuân Nhạ có rất nhiều công lao nghiên cứu cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Tin tưởng rằng đồng chí Phùng Xuân Nhạ sẽ phát huy tốt những kinh nghiệm đã có trong nghiên cứu khoa học, thực tiễn kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo ban có những tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực khoa giáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng hôm thứ Ba, một nhà bình luận không tiết lộ danh tính từ Hà Nội nói: "Tôi cho rằng Phùng Xuân Nhạ cũng có những điểm, những nỗ lực đáng ghi nhận. Không nên quá khắt khe với một bộ trưởng mà chỉ có một nhiệm kỳ là 4-5 năm thôi để giải quyết tất cả các vấn đề, vấn nạn mà ngành giáo dục Việt Nam lâu nay đang gặp phải. Nhân đây, tôi hy vọng rằng riêng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hai vị tân cựu bộ trưởng giáo dục và đào tạo, những người đã từng làm lãnh đạo quản lý ở Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có sự chuyển giao và hợp tác tốt để giúp cho giáo dục nước nhà trong thời gian tới được cải thiện, ngày một đi vào tiến bộ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội, cộng đồng và đất nước." Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân 30 tháng 4, nhắc lại cuộc đời cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hương. Ông Trần Văn Hương đã thực hiện lời hứa từ chối lời mời di tản của người Mỹ và người Pháp, từ chối nhận quyền công dân dưới thể chế Cộng sản, mất đi trong nghèo túng và bệnh hoạn. Trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống 21 tháng 4 năm 1975, ông Trần Văn Hương đã hứa: "Tôi xin hứa với anh em trong quân đội là ngày nào anh em còn chiến đấu, tôi luôn luôn đứng bên cạnh anh em, và ngày nào chẳng may mà đất nước không còn nữa, thì cái nắm xương khô của tôi sẽ nằm bên cạnh đống xương của tất cả anh em binh sĩ." Ông Hương đã thực hiện lời hứa từ chối lời mời di tản của người Mỹ và người Pháp, từ chối nhận quyền công dân dưới thể chế Cộng sản, mất đi trong nghèo túng và bệnh hoạn. Nhân dịp 30 tháng 4 năm nay, xin được ôn lại lịch sử của Tổng thống Trần Văn Hương, một người quốc gia suốt cuộc đời vì nước, vì dân. Ông Trần Văn Hương sinh năm 1902 tại Vĩnh Long trong một gia đình nghèo, nhờ học giỏi mà ông được ra Hà Nội học tiếp. Ở Hà Nội, ông Hương học cùng trường Cao đẳng Sư phạm cùng thời với nhà cách mạng Nguyễn Thái Học, người sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Ông Hương không chọn con đường đấu tranh cách mạng mà tiếp tục con đường giáo dục. Khi tốt nghiệp, ông về dạy môn văn chương và lý luận tại trường Gaulles Le Mi de Villers. Trường này, ông Hương cũng đã theo học và đã được thành lập từ năm 1879 là ngôi trường xưa nhất của Việt Nam. Năm 1953 được đổi tên thành trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu, rất nổi tiếng nhờ đào tạo được nhiều nhân tài cho nước Việt. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp rồi trao trả độc lập cho Việt Nam, vua Bảo Đại cho thành lập chính phủ Trần Trọng Kim và bổ nhiệm ông Trần Văn Hương làm đốc học lo việc giáo dục tại tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 8 năm 1945, Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền, vua Bảo Đại thoái vị, ông Hương tham gia Việt Minh và được giữ chức chủ tịch Ủy ban Hành chánh kháng chiến tỉnh Tây Ninh.
Đến năm 1946, ông Hương thấy Việt Minh quy chụp cho nhiều trí thức là Việt gian rồi đem đi thủ tiêu. Ông về quê tuyên bố bất hợp tác với Việt Minh rồi lên Sài Gòn làm cho một tiệm thuốc Tây. Năm 1953, ông Hương cùng với Trần Văn Văn và một số nhân sĩ quốc gia thành lập Đảng Phục Hưng. Ông Hương được cử làm chủ tịch đảng. Tháng 10 năm 1954, ông Trần Văn Hương được bổ nhiệm làm đô trưởng thủ đô Sài Gòn, nhưng chỉ được vài tháng ông xin từ chức, không cho biết lý do. Ngày 6 tháng 4 năm 1960, ông Hương cùng với 17 nhân sĩ quốc gia thành lập nhóm tự do tiến bộ, tổ chức họp báo công bố một bản tuyên cáo tại khách sạn Caravan. Nội dung bản tuyên cáo rất ôn hòa, chỉ yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm mở rộng chính quyền để các nhà trí thức có thể hợp tác với chính phủ nếu được yêu cầu. Ngày 11 tháng 11 năm 1960, ông Hương ký tên ủng hộ cuộc đảo chánh do Đại tá Nguyễn Chánh Thi khởi xướng. Ông bị bắt trong tù, ông có viết một tập thơ lấy tên là Lao Trung Lãnh Vận, những vần thơ lạnh lẽo ở trong tù. Sau cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963, ông Trần Văn Hương lại được bổ nhiệm làm đô trưởng Sài Gòn, nhưng chỉ vài tháng ông được quốc trưởng Phan Khắc Sửu mời ra làm thủ tướng. Ông làm thủ tướng được 84 ngày thì Trung tướng Nguyễn Khánh lật đổ chính phủ dân sự, quốc trưởng Phan Khắc Sửu bị truất phế. Người con trai đầu của ông Hương tên là Trần Văn Dõi, tự là Lưu Vĩnh Châu, theo Việt Minh ra Bắc khi biết ông Hương làm thủ tướng, có viết một lá thư nhờ ông Ung Văn Khiêm là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bắc Việt chào chồng Hương. Ông Hương nhận thư thảo luận với người con thứ tên là Trần Văn Đính. Cả hai đồng ý chuyện quốc gia phải đặt trên chuyện gia đình, bởi thế ông đã từ chối không liên lạc với người con ở miền Bắc. Năm 1967, ông Hương cùng với Mai Thọ Truyền lập liên danh người gieo mạ ra tranh cử Tổng thống, nhưng chỉ được 10% phiếu cử tri ủng hộ, đứng hàng thứ tư. Tháng 5 năm 1968, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mời ông Hương ra làm thủ tướng, nhưng cũng chỉ được 96 ngày thì ông xin từ chức, cũng không cho biết lý do. Việc ông Hương nhận lời ông Thiệu làm nhiều người ủng hộ ông thất vọng, vì trước đó liên danh người gieo mạ đã cùng các liên danh thất cử khác họp báo tố cáo có gian lận bầu cử và yêu cầu Quốc hội lập hiến hủy bỏ kết quả bầu cử để tổ chức một cuộc bầu cử khác. Giáo sư sử địa Lâm Vĩnh Thế hỏi ông Hương vì sao ông đã nhận lời làm thủ tướng, được ông trả lời như sau. Lúc đó chỉ có ông Thiệu là có khả năng chống cộng thật sự. Lại nữa, vụ Mậu Thân cho thấy Việt Cộng đã mạnh lắm rồi mà Hoa Kỳ thì lại có ý chủ hòa. Ông Johnson thì ép mình phải đi hòa hội Paris và nên cần phải ủng hộ ông Thiệu. Giáo sư Thế nhận xét ông Hương có lập trường chống cộng triệt để, nhưng ông cũng là một người yêu nước chân chính, để vì đại cuộc mà bỏ qua mâu thuẫn cá nhân. Năm 1971, ông Hương đứng chung liên danh với Nguyễn Văn Thiệu ứng cử và đắc cử chức vụ Phó Tổng thống. Ông Hương rất liêm chính nên những kẻ tham nhũng rất sợ ông. Miền Trung bị lụt, ông tới ngay để thăm dân và cứu trợ trong chiến dịch Hạ Lào khi mà Hoa Kỳ thất hứa không trợ giúp, không quân cho miền Nam. Ông họp báo chỉ trích Mỹ. Báo chí đặt cho ông danh hiệu Cụ Già Gân. Còn dân chúng miền Nam thì trân quý kêu ông bằng cụ Hương, vì là văn viết nên tôi xin phép gọi bằng ông Hương. Trong việc điều hành đất nước, ông Hương rất gắn bó với ông Nguyễn Văn Thiệu, cho đến khi ông Thiệu từ chức dựa trên hiến pháp chính thức trao quyền tổng thống cho ông. Trong bài diễn văn trước Liễn viện Quốc hội ngày 26 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương cho biết đã tiếp xúc với Đại tướng Dương Văn Minh để mời ông Minh đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, nhưng ông Minh không chịu mà đòi phải nhường cho ông Minh chức Tổng thống. Ông trả lời ông Minh là không thể trao quyền cho ông ấy vì còn có Quốc hội và phải tuân theo hiến pháp, vì thế ông cho Quốc hội để biết để mọi người bàn tính và quyết định. Ngày hôm sau Quốc hội họp, đồng ý sửa lại hiến pháp và trao quyền tổng thống cho Dương Văn Minh để thương thuyết với phía Cộng sản. Sang ngày 28 tháng 4 năm 1975, ông Hương chính thức từ chức và trao quyền tổng thống cho Dương Văn Minh. Ngày 9 tháng 4 năm 1975, Đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin có đến nhà gặp ông Hương, vừa để giã từ về nước, vừa để gửi lời chính phủ Hoa Kỳ mời ông Hương sang Mỹ lánh nạn. Ông trả lời, thưa đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay là rất nguy hiểm, đã đến đỗi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó.
Này, ông đại sứ đến mời tôi ly hương, tôi cảm ơn ông đại sứ nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết Cộng sản sẽ vào Sài Gòn và bao nhiêu đau khổ nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu của họ. Tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với họ phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước. Trước đó, tòa đại sứ Pháp cũng ngỏ lời sẵn sàng đưa ông rời khỏi Việt Nam để đi Pháp. Theo hồi ký của bà Phan Cẩm Anh, vào tối 30 tháng 4 năm 1975, hai vợ chồng cháu ông Hương là đại úy Phan Hữu Cương và trung úy Trần Mai Hương là bạn thân của bà Phan Cẩm Anh đã uống thuốc ngủ tuần tiết ngay tại nhà ông Hương. Đại úy Phan Hữu Cương là cháu ruột kêu ông Hương bằng cậu và cũng là sĩ quan cận vệ cho ông Hương nên gia đình ở chung với ông Hương. Họ để lại lời trăng trối, xin nhờ lòng tha thứ của cụ Hương và gia đình vì không thể sống khi mà đất nước rơi vào tay kẻ thù. Người nhà phát hiện nhưng chỉ cứu được người vợ. Nghe tin buồn cháu Tuận Tiết, ông Hương vào phòng đóng cửa im lặng, trầm mình trong nỗi đau của một người đã từng trên cương vị lãnh đạo đất nước. Giờ đây bị phận chứng kiến cảnh quốc gia suy vong, gia đình tang chế, nỗi đau khổ của ông ở mức độ nào, chẳng ai trong nhà được ông hé môi thổ lộ. Theo hồi ký của giáo sư địa Lâm Vĩnh Thế, sau khi bỏ Việt Minh, ông Hương lên Sài Gòn sống với gia đình bên vợ của ông Thế trong cả chục năm. Bà Phan Cẩm Anh cho biết ông Hương từ chức Thủ tướng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, biết ông không có nhà riêng nên tỏ ý muốn cấp cho ông một căn nhà. Ông Hương chọn một căn biệt thự nhỏ và cũ nằm ở cuối con hẻm đường Phan Thanh Giản. Ông Thiệu muốn sửa lại căn nhà nhưng ông Hương không đồng ý vì không muốn tốn hao ngân sách quốc gia. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, sau khi từ chức Tổng thống, ông Hương dọn về ngôi nhà này. Vách tường của ngôi nhà đã có nhiều chỗ nứt nẻ nên nhà nhiều chỗ gạch vỡ tung lên. Màu vôi đã trải qua nhiều năm tháng vàng uế và không được trùng tu sơn quét. Giáo sư Lâm Vĩnh Thế cho biết sau hội nghị hiệp thương thống nhất hai miền Nam Bắc, nhà cầm quyền Hà Nội quyết định trao trả quyền công dân cho ông Hương tại ngôi nhà trước sự hiện diện của báo chí, các đài truyền thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền cho nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Bà Phan Cẩm Anh cho biết khi một cán bộ Cộng sản đọc chính sách khoan hồng và rộng lượng của nhà nước đối với những thành phần như ông Hương, ông trả lời: "Tôi xin phép từ chối không nhận cái quyền công dân này vì dù gì tôi cũng là người lãnh đạo miền Nam, trong khi binh sĩ nhân viên các cấp chỉ vì thừa lệnh của chúng tôi mà giờ đây vẫn còn bị giam cầm trong các trại cải tạo. Tôi sẽ là người sau cùng nhận cái quyền công dân này sau khi binh sĩ và nhân viên của chúng tôi đã được thả về và nhận lại quyền công dân." Vì từ chối nhận quyền công dân, ông Hương không được cấp hộ khẩu, không được cấp phiếu mua lương thực và còn bị quản thúc 3 năm không được bước ra khỏi nhà. Ông Hương phải sống đạm bạc, thiếu thốn, ốm đau và cũng như những người miền Nam khác để có thể sống qua ngày. Ông phải bán dần đồ vật trong nhà từ bộ áo vest cũ đến những đồ kỷ niệm. Bà Trần Văn Văn và bạn bè từ Pháp gửi thuốc về giúp ông chữa trị. Thuốc không dùng hết cũng được mang ra chợ trời thêm chút gạo bó rau cho gia đình. Có lần, ông Hương bị té xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy thấy bệnh viện chỉ dành cho cán bộ Cộng sản, ông nhất định đòi phải đưa ngay về nhà. Bà Phan Cẩm Anh, bạn thân của cháu gái ông Hương có chồng là bác sĩ mới ra trường, khi biết ông Hương bệnh nặng cần chăm sóc, ông chồng bác sĩ đã tình nguyện thường xuyên đến tận nhà để chăm sóc cho ông. Tổng thống Trần Văn Hương mất ngày 27 tháng Giêng năm 1982, gia đình nghèo đến độ không còn tiền mua hòm. Người tài xế cũ của ông xin được phúng điếu chiếc quan tài. Người chủ trại hòm ở chợ lớn, một người Việt gốc Hoa, nghe nói mua cho ông tổng thống xin chỉ lấy nửa giá tiền của chiếc quan tài. Ông Hương có ước nguyện được chôn trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa để được nằm bên cạnh anh em sĩ quan nhưng không được Cộng sản chấp nhận nên người nhà đã quyết định hỏa táng ông cho cốt được giải trong khu vực. Hơn 40 năm qua, người Việt quốc gia vẫn trân quý công ơn của ông. Ở hải ngoại, nhiều cộng đồng đến ngày ông mất đã cử hành lễ dỗ để tri ân một người đã một lòng một dạ xây dựng Việt Nam Cộng Hòa. Ôn lại cuộc đời Tổng thống Trần Văn Hương làm tôi nhớ lại một định nghĩa được học giả Phạm Quỳnh viết trong bài Đi tìm một chủ nghĩa quốc gia, xuất bản năm 1938. Một người theo chủ nghĩa quốc gia là một người hết lòng gắn bó với đất nước và nòi giống của mình, có một ý thức cao về tình đoàn kết, quốc gia và gia truyền và truyền thống lịch sử, là một người yêu nước,
Nhưng yêu nước không chỉ bằng tình cảm mà còn bằng lý trí. Một người muốn nâng mức độ yêu nước của mình lên thành một chủ thuyết đạo đức và chính trị. Ông Hương quả là một mẫu người tiêu biểu theo chủ nghĩa quốc gia. Ở miền Nam có không ít những người như ông, nhưng dường như họ đã thất bại xây dựng được một chủ thuyết về đạo đức và chính trị chung cho cả nước, để cuối cùng bị chủ nghĩa quốc tế cộng sản xóa nhòa. Thế kỷ 21, người Việt lại phải đối đầu với chủ nghĩa quốc tế toàn cầu, và mục tiêu cũng là xóa bỏ văn hóa, đạo lý, truyền thống dân tộc và xóa nhòa mọi nền tảng kinh tế, chính trị, xã hội và cả biên giới của mọi quốc gia. Đến lúc người Việt cần tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu, những thành công và thất bại của ông cha để cùng nhau gìn giữ và phát biểu những điều hay, lẽ phải, đồng thời bảo vệ được bờ cõi ông cha để lại. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Trung Quốc nói Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân biển để thách thức Trung Quốc. Việt Nam vào năm 2009 ban hành luật dân quân tự vệ, trong đó cho phép dân quân biển thực hiện các cuộc tuần tra giám sát trên biển, cũng như đối đầu và xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải. Việt Nam vào năm 2009 ban hành luật dân quân tự vệ, trong đó cho phép dân quân biển thực hiện các cuộc tuần tra giám sát trên biển, cũng như đối đầu và xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải. Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ biển của mình trên biển nhằm thách thức những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thống trị tuyến đường thủy đang có tranh chấp, theo tiết lộ trên một tạp chí quân sự của Trung Quốc. Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã đe dọa đến việc thực thi luật hàng hải và an ninh quốc gia của Trung Quốc. Tạp chí Novel and Merchant Ships của Trung Quốc được South China Morning Post của Hồng Kông và ANI News của Ấn Độ trích dẫn cho biết trong một bài viết công bố vào tuần trước. Tạp chí này nói rằng vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc và xử lý kịp thời. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bò 9 đoạn, chồng chéo lên các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Hà Nội. Giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng có lịch sử lâu đời sử dụng dân quân biển để giúp bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Việt Nam năm 2009 ban hành luật dân quân tự vệ, trong đó cho phép dân quân biển thực hiện các cuộc tuần tra giám sát trên biển, cũng như đối đầu và xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải để bảo vệ các đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát. Trong khi Liên minh châu Âu ước tính khoảng 8.000 tàu đánh cá và 46.000 ngư dân là một phần của lực lượng dân quân biển Việt Nam, thì tạp chí quân sự của Trung Quốc được SCMP và ANI News trích dẫn cho biết con số này có thể là hơn 70.000. Theo đó, khi không đánh bắt cá, những dân quân biển được huấn luyện này đã tham gia một loạt các nhiệm vụ, đôi khi là hợp tác với Hải quân Việt Nam. Theo tạp chí quân sự của Trung Quốc, nhiệm vụ của lực lượng dân quân biển Việt Nam bao gồm do thám các cơ sở quân sự và tàu của Trung Quốc, và đôi khi cố tình đụng độ với các tàu tuần duyên của Trung Quốc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Theo SCMP và ANI, tạp chí này cáo buộc rằng điều này nhằm đưa những khái niệm về sự cố nhân đạo và sự cưỡng bức của Trung Quốc vào tâm trí của công chúng quốc tế. Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức công khai nào về bài viết của tạp chí quân sự Trung Quốc. Theo ghi nhận của nghiên cứu Nguyễn Thế Phương trên sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, Mỹ hồi năm ngoái, lực lượng dân quân biển của Việt Nam không phải là một lực lượng bí ẩn, chỉ có thể suy đoán, và có những đặc tính chung tương đồng với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu này, lực lượng của Việt Nam được chia thành hai loại hình tổ chức vào năm 2010, bao gồm dân quân biển được thành lập dựa trên khu vực hành chính và tự vệ biển được thành lập bởi các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu. Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều được cho là đã huy động tàu đánh cá và ngư dân của mình vào các hoạt động tuyên bố hàng hải của họ trên Biển Đông. Tháng trước, Philippines cáo buộc Trung Quốc đưa hơn 200 tàu cá và tàu dân quân tới khu vực đá Bà Đầu đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Còn lực lượng dân quân biển của Việt Nam được huy động để bao vây giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014. Theo nhà nghiên cứu Colin Koh của Đại học Công nghệ Nanjing ở Singapore cho
SCMP biết. Vào năm 2019, các lực lượng dân quân biển của Việt Nam ở Trung Quốc được cho là đã cùng hỗ trợ lực lượng tuần duyên của mình trong vụ đụng độ tại bãi Tử Chính. Tạp chí quân sự Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh nên tăng cường luật pháp đối với tàu thuyền nước ngoài, gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp kiềm chế thông qua kênh ngoại giao và tăng cường khả năng tuần duyên để ngăn chặn lực lượng dân quân biển của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.